Nhi ơi, Dạ. con làm gì vậy? Dạ con chia nắng chim chim. Con sợ nắng quá con chia cho nó đi nè. Vậy hả? Đâu con đưa vợ cho mẹ xem coi. Nào. Em chim thấy cưng quá ha. Chim ơi để chị. Con thích em chim không? Chị thích nó là hạ miệng ra nè. Ừ, con yêu em chim không? Hả? Dạ yêu. Nè đây con nè, nè con bắt ở đây nè. Nè nè con yêu nó đi. Tay mẹ đi. Nè con xè tay ra mẹ cho con che nắng cho nó đi. Nè không ấy thôi mẹ đem nó về mẹ làm thịt đó nha. Mẹ bỏ nó trên ổ cho hết nắng đi, mẹ con đang che lại cái em này. Thôi để em thôi giờ mẹ đem về mẹ làm thịt đó, mẹ chiên bột ngon lắm nha. Dạ không, mẹ đừng làm thịt đó. Con thấy tội nghiệp quá. Mẹ để nó trên ổ cho nó mà hát đi. Nóng lắm để con che lại cho nó. Con thích em chim không? Ngủ đi nào em. Ừ, chim nó mới mọc lông à. Nó mới mọc lông mà lông còn ngắn lắm. Chừng nào nó mọc đầy đủ lông bắt đầu nó bay. Ừ. Con cưng nó không? Dạ cưng. Ừ, thôi bắt đem về nhà để con cho nó ăn ha. Dạ, để con cho nó ăn cơm nó phải đúng không? Đem về nhà con nấu cơm con cho nó ăn ha. Ha. Dạ. Ừ, nè nè, thôi bắt đem về nhà cho nó cho ăn cơm đi. Nè. Nè 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 con bắt đi đem về cho nó cho ăn cơm đi nè, xè tay ra. Mẹ bỏ nó trên ổ cho con, mẹ tự cho con ăn đi. Gì con đó con để nó làm chi? Nắng hả? Nó chịu hết được để con che nắng lại cho nó hết hả hồng ra. Con che nó vậy thì sao nó thở, nó chết nó làm sao? Đây hả? Nó thở đi nè. Ừ, nè nè. Thôi nè mẹ cho con nè. Mẹ bỏ nó lên cho nó đây. Em chim xin chào cả nhà. Em chim ơi, em chim cùng nhau với chị nè. Cùng cưng quá à. Vì mẹ nó ở trên kia á. Nó ở trên kia nó giữ con á đó. Nó sợ con nó bị ăn thịt nè. À, thấy chưa, cưng lắm. Nè nè, thôi nè bây giờ con đưa cho mẹ, mẹ đem thả lên ổ cho mẹ nó cho ăn đi. Ừ. Nè đi đây, đi đây, đi đây con. Mẹ đi nào. Con đang cưng nó nắng quá. Ừ. Nè, cho đeo mình con. À. Cưng chưa, cưng chưa. Ừ. Để lên đây, để cái đùi con. À, cái chuyện nó té nha, con dịnh nó đi, dịnh để nó té thì nghiệp nó. Cưng không? Dạ cưng. Ừ, lâu lâu cho cái lông, hai cái lông của nó. Nó đòi ăn kìa, nó thả miệng đòi ăn kìa. Đó, nó thả miệng đòi ăn á. Cưng quá. Đó. Nó đang thở mẹ. Ừ. Con chim này đó là... Đó kìa, mẹ nó đậu trên kia, mẹ nó đang giữ nó đó. Có con chị đây cho con ăn. Ừ. Ừ, thôi nè, mẹ nói con nghe nè, đưa đây cho mẹ đi. Đưa cho mẹ thả cho nó lên tổ đi, thăm nó nhiêu đó được rồi. Cho nó lên tổ đi, đặng nó... Cho mẹ nó cho nó ăn đi, mẹ nó sợ, mẹ nó bỏ nó đói, nó chết tội nghiệp đó nha con. Rồi, thôi đưa cho mẹ, đưa đây cho mẹ. Đưa đây con. Cho nó cụng nhau hả? Hả? Dạ. À, đưa đây con, đưa đây. Đưa đây, đưa đây cho mẹ đi. Tội nghiệp mới nè, đưa đây cho mẹ. Rồi thôi con bay cả nhà đi, bay cả nhà đi. Dạ con bay cả nhà. Còn sao nữa? Dạ con giúp cả nhà vui.